Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, trong chương trình học kỳ 1, ngoài các bài học chính khóa, các em còn được học các văn bản đọc thêm. Vì vậy, hôm nay cô sẽ đồng hành với các em trong chuyên đề ngữ văn lớp 9, ôn tập văn bản đọc thêm văn học hiện đại Việt Nam. Trong bài học này, cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập hai bài thơ. Đó là Khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ của tác giả Nguyễn Khoa Điềm và bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm hai phần lớn. Phần thứ nhất, ôn tập kiến thức Chúng ta sẽ cùng nhắc lại những kiến thức quan trọng về tác giả và tác phẩm. Sau đó, chúng ta sẽ vào phần 2 luyện tập để củng cố lại những nội dung vừa trao đổi. Ta vào phần 1 ôn tập kiến thức. Các em có thể xem lại các thông tin về tác giả Nguyễn Khoa Điềm và tác giả Nguyễn Duy trong chú thích của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9 tập 1. Cô lưu ý với các em. Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Duy đều là hai gương mặt tiêu biểu thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Tuy vậy, mỗi nhà thơ lại có một phong cách nghệ thuật rất riêng. Thơ Nguyễn Khoa Điềm ngôn ngữ tự nhiên, đời thường nhưng cảm xúc dồn nén và giàu chất trữ tình chính luận. Điều này làm cho các tác phẩm của ông vừa giạt rào cảm xúc, vừa lắng động suy tư. Còn nhắc đến Nguyễn Duy là ta nhắc đến một lối viết giản dị, gần gũi với văn hóa dân gian, có màu sắc tự sự và thấm đượm chất triết lý. Thơ ông thường khai thác chiều sâu nội tâm con người với những trăn trở, suy tư sâu sắc. Về tác phẩm, hôm nay các em cần ôn lại các nội dung về hoàn cảnh sáng tác thể loại, bố cục, giá trị nội dung và nghệ thuật của từng tác phẩm. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau ôn tập văn bản Khúc hắc Du Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ của Nguyễn Khoa Điểm. Về hoàn cảnh sáng tác, bài thơ ra đời năm 1971, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra cam go, quyết liệt. Lúc này, nhà thơ đang công tác tại chiến khu miền Tây Thừa Thiên. Về thể loại, bài thơ được viết theo thể thơ tự do về bố cục bài thơ được chia làm ba đoạn mỗi đoạn lại gồm lời du của nhà thơ và lời du của bà mẹ tà ôi tuy nhiên nếu cô trò ta ôn tập theo bố cục này sẽ dẫn đến sự trùng lập vì vậy cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập văn bản theo hai nội dung lớn xuyên suốt tác phẩm đó là hình ảnh người mẹ tà ôi qua những khúc du của nhà thơ và tình cảm ước mơ của mẹ qua những lời hát du con. Chúng mình vào nội dung thứ nhất, hình ảnh bà mẹ tà ôi. Trong những lời du em cu tai, tác giả đã khắc họa hình ảnh bà mẹ tà ôi với những hoạt động quen thuộc của đồng bào miền núi thời kháng chiến. Trước hết, đó là hoạt động giã gạo. Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội, Nhịp chảy nghiêng, giấc ngủ em nghiêng Mồ hôi mẹ rơi, má em nóng hổi Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối Lưng đưa nôi và tim hát thành lời Các em có thể nhận thấy Những câu thơ của Nguyễn Khoa Điểm rất giàu chất tạo hình Từ nghiêng được điệp lại hai lần Vừa tạo nhịp điệu cho câu thơ Vừa khắc họa dáng vẻ công việc giã gạo rất vất vả của bà mẹ tà ôi và dáng ngủ đặc biệt của em cô tai trên lưng mẹ nỗi nhọc nhằn hiện hữu cả nơi mẹ và con qua giấc ngủ nghiêng qua những giọt mồ hôi rơi làm má em nóng hổi nhưng chính trong hoàn cảnh đó tình mẹ thương con lại được bộc lộ thiết tha cảm động đôi vai gầy và tấm lưng mẹ đã trở thành chốn nương tựa dịu dàng êm ấm để con vẫn chọn giấc yên bình trong đoạn thơ thứ hai, tác giả ghi lại hình ảnh mẹ tỉa bắp trên núi Ca Lươi. Lưng núi thì to, mà lưng mẹ nhỏ. Em ngủ ngoan, em đừng làm mẹ mỏi. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi. Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng. Hình ảnh so sánh, tương phản đã gợi lên sự đối lập giữa bóng dáng bé nhỏ của mẹ trong công việc cực nhọc với hình ảnh ngọn núi ca lươi sừng sững mênh mông heo hút công việc vất vả nhưng trái tim mẹ luôn ấm áp vì mẹ có con ở bên mình. Quan sát đoạn thơ, các em có thể thấy sự xuất hiện của hai hình ảnh mặt trời sóng đôi. Mặt trời của bắp là mặt trời tự nhiên mang lại hơi ấm, sự sống cho cây bắp lên xanh. Còn với mẹ, em cô tai chính là mặt trời nhỏ mang đến cho mẹ niềm vui, hạnh phúc, động lực sống. Cách nói so sánh ẩn dụ được vận dụng sáng tạo đã ngợi ca tình mẫu tử thiết tha, thiêng liêng sâu nặng. Trong đoạn thơ cuối, nhà thơ ghi lại hình ảnh mẹ tà ôi trực tiếp tham gia kháng chiến. Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng, mẹ điều em đi để giành trận cuối. Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường, từ trong đói khổ em vào trường sơn, từ sân nhà lên nương dẫy và giờ đây mẹ điệu con ra chiến trường tham gia chuyển lán đạp rừng giành trận cuối đây chính là sự phát triển của hình tượng người mẹ tả ôi trong bài thơ hòa cùng không khí toàn dân đánh mỹ cùng buôn làng mẹ cũng điệu con làm cách mạng công việc gian khổ thậm chí hiểm nguy nhưng hai mẹ con luôn song hành cùng nhau tham gia vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc với niềm tin chắc thắng qua ba khúc du của nhà thơ, hình ảnh mẹ Tà Ô hiện lên là một người mẹ đảm đang, chịu thương chịu khó, vừa cần cù lao động, vừa tích cực tham gia kháng chiến. Trái tim mẹ thắm thiết yêu con, hòa chung với niềm yêu quê hương, yêu đất nước. Trong những lời hát du con, mẹ còn thể hiện tình cảm và những ước mơ khát vọng. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2, tình cảm, ước mơ của mẹ qua những lời hát du con mở đầu mỗi lời du của mẹ đều xuất hiện điệp khúc Mẹ thương A Cay đã tô đậm tình thương con vô bờ của bà mẹ tà ôi. Nhưng tình thương ấy không chỉ dành cho A Cay bé bỏng mà còn hòa chung với tình thương bộ đội, thương làng đói, thương đất nước. Tình yêu thương của mẹ ngày càng được mở rộng, lớn lao hơn, hài hòa thống nhất giữa cái riêng và cái chung, giữa cái bình dị và cái thiêng liêng cao cả hát ru con mẹ tà ôi còn gửi gắm bao niềm mong ước trước hết mẹ mơ đến những điều bé nhỏ gần gũi với công việc thường ngày là hạt gạo trắng ngần hạt bắp lên đều nhưng trong lời ru của mẹ còn mở ra một tương lai bát ngát cụm từ mai sau con lớn trở đi trở lại đã khẳng định tô đậm những ước mơ khát vọng của bà mẹ tà ôi mẹ mơ con sẽ lớn lên, khỏe mạnh, giỏi giang, có sức vóc phi thường. Nhưng đến khổ cuối, khi mơ thấy bác Hồ, thì ước mơ ấy không chỉ dành riêng cho con nữa, mà đó là ước mơ hòa chung với ước mơ đất nước độc lập, thống nhất, mong cho con thành người tự do khi đất nước còn đang nô lệ. Trong những lời du, chúng ta nhận thấy mong ước của mẹ ngày càng lớn lao, khát vọng của mẹ ngày càng cháy bỏng. Tất cả hòa cùng tình cảm mẹ dành cho buôn làng, cho quê hương, đất nước. Các mạ, lần đầu tiên trong thơ ca xuất hiện hình tượng một người mẹ miền núi trở thành biểu tượng của người mẹ Việt Nam. Có thể nói, Nguyễn Khoa Điểm đã khắc họa thành công chân dung bà mẹ tà ôi, trở thành bức tượng đài lớn lao, sừng sững giữa núi rừng thừa thiên, ngay giữa lúc cuộc kháng chiến thống Mỹ đang diễn ra cam go, quyết liệt. trong gian nan, vất vả của cuộc sống ở chiến khu, người mẹ càng dành cho con tình yêu thương thắm thiết, càng ước mong con mau lớn khôn, khỏe mạnh, trở thành công dân của một đất nước tự do. Nguyễn Khoa Điệp đã thể hiện tình yêu thương con gắn với lòng yêu nước, với tinh thần chiến đấu của người mẹ miền Tây Thừa Thiên, qua khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ, mang giọng điệu ngọt ngào, chiều mến. Bài thơ đã được phổ nhạc và trở thành một giai điệu đẹp trong bản trường ca bất tử về những người mẹ việt nam anh hùng trò chúng ta sẽ cùng ôn tập văn bản Ánh Trăng của tác giả Nguyễn Duy. Về hoàn cảnh sáng tác, bài thơ ra đời năm 1978, khi đất nước đã thống nhất hòa bình được 3 năm. Lúc này, nhà thơ từ chiến trường trở về và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài thơ được viết theo thể thơ 5 chữ, rất phù hợp với phương thức biểu đạt tự sự kết hợp với biểu cảm chữ tình về bố cục bài thơ ánh trăng được chia làm hai phần phần thứ nhất hai khổ đầu nói về con người và vầng trăng trong quá khứ phần hai nói về con người và vầng trăng trong hiện tại ở bốn khổ còn lại trong phần này chúng ta có thể chia thành những nội dung cụ thể hơn đó là mối quan hệ giữa con người và vầng trăng Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa người và trăng và suy ngẫm của nhà thơ. Bài thơ mang dáng dấp của một câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian, men theo mạch tự sự ấy mà mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình cũng dần được bộc lộ. Và trên bố cục này, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại kiến thức của văn bản. Phần 1. Con người và vầng trăng trong quá khứ. Bài thơ được mở ra bằng hồi ức tuổi thơ và kỷ niệm. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Những hình ảnh đồng, sông, bể được liệt kê liên tiếp đã gọi ra không gian làng quê bao la, yên bình, thân thuộc. Trong không gian ấy, có lẽ ánh trăng trong trẻo, dịu mát đã từng tắm đẫm một thời trẻ dại. Và trong ký ức của nhà thơ, ông không sao quên được những năm tháng chiến tranh ở rừng, nơi có vầng trăng làm bạn, chia sẻ mọi vui buồn. Cách dùng từ tri kỷ và lối nói nhân hóa đã thể hiện sự gắn bó, đồng điệu sâu sắc giữa người và trăng. Trong quá khứ, thiên nhiên thật bình dị, hiền hòa và tâm hồn con người cũng thật thánh thiện, trong sáng, vô tư, không chút mưu mô, toan tính. Con người và vầng trăng gắn bó sâu sắc. Trăng đã trở thành nhân chứng của một thời gian lao, vất vả mà chan chứa nghĩa tình. Nhưng trong hiện tại, tình cảm giữa con người và vầng trăng liệu có đổi thay? Cô trò chúng ta cùng bước sang phần 2, con người và vầng trăng trong hiện tại. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Bài thơ ra đời ba năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Khoảng thời gian chưa lâu nhưng cũng đủ để người ta quen với cuộc sống hiện đại. Hình ảnh hoán dụ, ánh điện, cửa gương đã gợi lên ánh sáng lấp lánh của chốn phồn hoa đô hội. Được bao bọc trong cuộc sống hào nhoáng, ấm êm, đủ đầy nên với con người, những vất vả, gian lao của quá khứ dường như đã quá xa xôi. Cách nói so sánh, vầng trăng đi qua ngõ như người dương qua đường, thật tinh tế và sáng tạo. Câu thơ như một hố sâu thăm thẳm, ngăn cách giữa người và trăng. Con người giờ đây đã lạnh lùng, xa cách, dần lãng quên vầng trăng tình nghĩa thuần nào. Khổ thơ tiếp theo đã ghi lại cuộc hội ngộ bất ngờ giữa người và trăng. Thình lình đèn điện tắt, phòng viên đinh tối om, cuộc sống hiện đại đôi khi cũng mang đầy bất chắc. Khi ánh đèn của nhà cao tầng vụt tắt, không gian trở về với màn đêm đen muôn thuở. Con người vội bật tung cửa sổ, một hành động hết sức bản năng để tìm chút ánh sáng tự nhiên. Chính vào lúc từ bóng tối bước ra ánh sáng, con người ngỡ ngàng nhận ra vầng trăng vẫn ở đó vẹn nguyên tròn đầy không hề thay đổi các từ láy thình lình đột ngột đã diễn tả thật tinh tế khoảnh khắc hội ngộ giữa người và trăng tình cờ nhưng đầy cảm xúc trăng đã đánh thức những góc tối đang ngủ quên trong tình cảm và lương tâm của con người ngửa mặt lên nhìn mặt có cái gì dưng dưng như là đồng là bể như là sông là rừng cách nói Ngửa mặt lên nhìn mặt Cho thấy con người đang đối diện với một linh hồn sống Với quá khứ và có lẽ với cả chính mình của những ngày xưa Cuộc đối thoại không lời trong khoảnh khắc ấy Được ghi lại trong từ lấy dưng 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 có nghĩa là muốn khóc Mà nghẹn ngào không thành tiếng Dưng dưng là cố nén mà nước mắt cứ dâng đầy Chỉ một từ lấy nhưng đã diễn tả thật tinh tế niềm xúc động sâu sắc của con người khi gặp lại nhân chứng nghĩa tình thuở xưa các hình ảnh đồng bể sông rừng một lần nữa lại được liệt kê liên tiếp hòa cùng với nhịp rồn rập của điệp tử như là đã diễn tả một cách chính xác sự ùa về ào ạt của kỷ niệm dâng lên như những lớp sóng tràn ngập trong trái tim trong tâm trí của con người trăng đã đánh thức trong lòng người những kỷ niệm thiêng liêng những xúc cảm mãnh liệt nhất. Khổ thơ cuối diễn tả những suy ngẫm sâu sắc và triết lý nhân sinh của nhà thơ qua hình tượng vầng trăng. Trong khổ thơ, ta thấy xuất hiện hai hình ảnh đối lập. Trăng tròn vành vạnh, tượng trưng cho quá khứ nghĩa tình vẫn tròn đầy, thủy chung sau trước, vẹn nguyên không thay đổi, đối lập với lòng người vô tình thở ơ, vội quay lưng với những tháng ngày gian lao, vất vả. Ánh trăng được nhân hóa, im phăng phắc, tựa như cái nhìn nghiêm khắc mà bao dung, nhưng đủ khiến con người bừng tỉnh, giật mình. Giật mình là nhớ lại ngày hôm qua, là tự vấn lương tâm, là ăn năn, hối hận vì đã lãng quên những ngày tháng nghĩa tình, gian khó. Sự giật mình ấy tuy muộn màng, nhưng đáng được thông cảm thứ tha Bởi lẽ nó giúp con người thanh lọc tâm hồn mình Hướng tới sự hoàn thiện về nhân cách Bài thơ Ánh Trăng là lời tự nhắc nhở về những năm tháng gian lao đã qua Của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu Bài thơ có ý nghĩa gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống, uống nước, nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ Thông điệp của bài thơ không chỉ dành riêng cho những người lính thời chống Mỹ mà còn có ý nghĩa sâu sắc với mọi người, mọi thời, trong đó có chúng ta. Các em thân mến, chúng ta vừa ôn lại những kiến thức rất quan trọng của hai văn bản. Và bây giờ, để củng cố kiến thức, cô và các em sẽ cùng bước vào phần 2. Luyện tập Bài tập số 1 Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu Các em có thể đánh dấu đoạn trích này trong sách giáo khoa Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội Nhịp chảy nghiêng, giấc ngủ em nghiêng mồ hôi mẹ rơi, má em nóng hồi Vai mẹ gầy, nhấp nhô làm gối lưng đưa nôi và tim hát thành lời. Các câu hỏi dành cho các em như sau. Câu 1. Bài thơ chứa đoạn trích trên ra đời trong hoàn cảnh nào? Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn thơ. Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong dòng thơ. Nhịp chảy nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. Câu 1 qua đoạn trích, nhận xét về thái độ của tác giả và rút ra bài học cho bản thân. Câu 5. Viết đoạn văn khoảng 200 chữ theo cách diễn dịch trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử. Các em đã ghi được bộ câu hỏi chưa? Sau đây, cô xin đưa ra một vài gợi ý, hướng dẫn để các em làm bài. Với câu thứ nhất, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Khúc Hát Du Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ là năm 1971 khi tác giả đang công tác tại chiến khu miền Tây Thừa Thiên. Câu 2, nội dung chính của đoạn thơ là hình ảnh người mẹ Tà Ôi điệu con giã gạo vất vả nhưng vẫn dành cho con tình yêu thương tha thiết. Trong câu 3, các em có thể nhận thấy biện pháp tu từ ở đây là điệp ngữ, đó chính là từ nghiêng. Và khi phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ thì các em lưu ý có 3 tác dụng. Tác dụng thứ nhất là về diễn đạt. Thì điệp ngữ tạo nhịp điệu, làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm. Tác dụng thứ hai là tác dụng trong việc thể hiện nội dung làm nổi bật hình ảnh người mẹ tà ôi trong công việc giã gạo vất vả và giá ngủ đặc biệt của em cô tai. Qua đó diễn tả sự đồng điệu gắn bó thắm thiết của tình mẫu tử. Tác dụng thứ ba là tác dụng trong việc thể hiện cảm xúc, thái độ của tác giả. Đó là tình cảm chiều mến, trân trọng của nhà thơ dành cho bà mẹ tà ôi và tình mẫu tử. chúng ta có thể nhận thấy thái độ của tác giả trong đoạn thơ đó là sự trân trọng ngợi ca bà mẹ tà ôi và đọc đoạn thơ này có lẽ mỗi em sẽ rút ra cho mình rất nhiều những bài học ý nghĩa đó có thể là bài học về sự thấu hiểu nỗi vất vả biết ơn những hy sinh của mẹ bài học về sự kính trọng hiếu thảo với mẹ hay bài học về lòng yêu lao động yêu thương con người yêu quê hương đất nước Nếu như bốn câu trên là bốn câu hỏi đọc hiểu theo các cấp độ khác nhau thì câu thứ năm lại là một câu yêu cầu viết đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lý trên cơ sở một ngữ liệu cho trước. Đầu tiên, các em cần nêu vấn đề nghị luận đó chính là tình mẫu tử. Sau đó, các em cần giải thích tình mẫu tử là gì. Chúng ta có thể hiểu đó chính là tình cảm mẹ con mà thông thường là tình yêu thương che chở của người mẹ dành cho con khi bàn luận vấn đề trước hết các em cần nêu được ý nghĩa của tình mẫu tử đó là tình cảm tự nhiên thiêng liêng luôn thường trực trong trái tim mỗi con người nhờ tình cảm ấy chúng ta tìm được bến đỗ bình yên cho tâm hồn là nơi cho ta nương tựa trong những sóng gió của cuộc đời được sống trong tình mẫu tử là một niềm hạnh phúc và thiệt thòi bất hạnh cho những ai thiếu thốn tình mẫu tử. Chúng ta cũng cần phê phán những hành động đi ngược lại với đạo lý như mẹ bỏ rơi con hay con bất hiếu với mẹ. Phần cuối đoạn văn, các em cần viết bài học nhận thức và hành động của chúng ta. Đó có thể là thái độ trân trọng tình mẫu tử, là sự yêu thương hiếu thảo với mẹ và chúng ta cũng nhận thức rõ không được có những hành động trái với đạo làm con. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi. Các em hãy đánh dấu đoạn trích này ở trong sách giáo khoa, sau đó ghi lại bộ câu hỏi để có thể làm bài. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành chi kỳ. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Ngữ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Một đoạn thơ trích từ bài Ánh Trăng của tác giả Nguyễn Duy. Câu hỏi số 1. Văn bản chứa đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích. Câu 3, chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu thơ: "Hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành chi kỳ." Câu 4, thông điệp của tác giả được gửi gắm trong đoạn trích trên là gì? Với đề bài này, cô cũng có một vài gợi ý như sau. Câu số 1 Thể thơ chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là thể thơ 5 chữ. Câu số 2, nội dung chính của đoạn trích đó chính là sự gắn bó, thân thiết, tình nghĩa giữa vầng trăng và con người trong quá khứ. Với câu 3, dựa trên cách làm của bài tập trước, chúng ta cũng phát hiện biện pháp tu từ ở đây. Đó là biện pháp nhân hóa. Vầng trăng thành tri kỷ. Và các tác dụng của biện pháp này. Thứ nhất là giúp câu thơ sinh động, giàu hình ảnh, gây ấn tượng với người đọc. Phép nhân hóa làm cho hình ảnh vầng trăng trở nên gần gũi, gắn bó, thân thiết với con người. Và tác dụng thứ ba là thể hiện thái độ của tác giả, đó là tình yêu thiên nhiên và trân trọng quá khứ. thông điệp mà tác giả gửi gắm trong đoạn trích trên. Đoạn trích trên có thể gửi gắm đến chúng ta rất nhiều những thông điệp ý nghĩa. Đó có thể là con người cần yêu thiên nhiên, biết sống hòa hợp với thiên nhiên. Tác giả còn đề cao lối sống ân nghĩa, thủy chung cùng quá khứ và những thông điệp ý nghĩa khác, các em hãy tự viết để hoàn thành bài tập. Và sau đây, cô mời các em đến với bài tập số 3. Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng? Như là đồng, là bể, như là sông, là rừng. Trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình. Ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình trích từ bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy. Các câu hỏi dành cho các em như sau. Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì? Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích. Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu thơ sau: Như là đồng là bể, như là sông là rừng. và câu 4. Từ nội dung đoạn trích, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về lối sống ân nghĩa, thủy chung của con người Việt Nam. Với bài tập này, cô xin đưa ra cho các em một số gợi ý như sau. Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là phương thức biểu cảm. Nội dung chính của đoạn trích là cuộc hội ngộ xúc động giữa con người và vầng trăng, sự thức tỉnh của con người và thông điệp về lối sống thủy chung, tình nghĩa. Câu số 3. Biện pháp tu từ trong hai câu thơ như là đồng là bể, như là sông là rừng, có thể có nhiều biện pháp. Nhưng cô xin xác định ở đây, một trong số đó là phép liệt kê: đồng, bể, sông, rừng và như các bài trước cô đã hướng dẫn biện pháp tu từ này sẽ có ba tác dụng thứ nhất là tạo nhịp điệu làm cho đoạn thơ sinh động giàu sức gợi hình gợi cảm thứ hai diễn tả đầy đủ sâu sắc những hình ảnh và kỷ niệm trở về trong tâm trí con người khi gặp lại vầng trăng và niềm xúc động của con người tác dụng thứ ba là thể hiện thái độ của tác giả, trân trọng quá khứ, ca ngợi lối sống, ân nghĩa, thủy chung. Câu 4 lại là một câu viết đoạn văn nghị luận và các em có thể trình bày theo gợi ý sau đây. Thứ nhất, chúng ta nêu vấn đề về lối sống ân nghĩa, thủy chung của con người Việt Nam. Sau đó, chúng ta cần giải thích thế nào là ân nghĩa? Thủy chung. Ở đây, ân nghĩa là tình cảm biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ. Thủy chung là sự son sắt, không thay lòng đổi dạ trong mọi hoàn cảnh. Phần bàn luận. Các em cần khẳng định đó là lối ứng xử, là đạo lý tốt đẹp mang tính truyền thống của con người Việt Nam. Và chúng ta phê phán những hành vi đi ngược lại lối sống ân nghĩa, thủy chung như sống bội bạc, vô tình, vô cảm, vong ân phụ nghĩa. Bài học nhận thức và hành động. Đó là coi trọng, giữ gìn, kế thừa và phát huy lối sống ân nghĩa thủy chung. Lối sống này cần phải được thể hiện bằng hành động cụ thể trong gia đình, trong nhà trường, ngoài xã hội, mọi lúc, mọi nơi. Các em ạ, à, lối sống ân nghĩa thủy chung, uống nước nhớ nguồn là một truyền thống đạo lý đẹp của con người Việt Nam. Và bây giờ, cô sẽ cùng các em đến với ca khúc Bài ca không quên để khắc sâu công ơn của thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để chúng ta có được cuộc sống hòa bình độc lập ngày hôm nay. Có một bài ca không bao giờ quên Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên Có một bài ca không bao giờ quên là rừng lạnh sương đêm trăng xuống bài ca dung giữ biên hương nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên có giây phút bình yên sao tôi quên sao tôi quên bài ca tôi đã hát. bài ca tôi Như vậy, chúng ta đã hoàn thành phần ôn tập kiến thức và làm một số bài tập có liên quan đến các văn bản đọc thêm thơ hiện đại Việt Nam. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em tự học. Thứ nhất, các em cần vẽ sơ đồ tư duy hoặc cải bảng hệ thống kiến thức về bài học ngày hôm nay. Thứ hai, các em hãy hoàn thành các yêu cầu trong những bộ đề cô vừa luyện tập. Và sau đây, cô sẽ giao cho các em một đề luyện tập để các em củng cố thêm. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi. Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi, em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ. Mẹ đang tỉa bắp trên núi ca lươi, lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ. Em ngủ ngoan, em đừng làm mẹ mỏi. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Câu hỏi số 1. Nêu nội dung chính của đoạn thơ. Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong hai câu thơ: Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Câu 3. Thông điệp của tác giả được gửi gắm trong đoạn trích trên là gì? Với bài tập bổ sung này, các em hãy dựa vào những nội dung cô đã hướng dẫn ở các bài tập trên để có thể hoàn thành tốt. Các em thân mến, chúng ta vừa ôn lại các văn bản đọc thêm thơ hiện đại Việt Nam. Cô hy vọng rằng những kiến thức ngày hôm nay sẽ giúp các em vững vàng, tự tin và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn và tạm biệt tất cả các em.